Hằng Nga ngoại truyện. Ngày xưa, một quá khứ rất xa, khi mà có tới 10 mặt trời cùng sống trên bầu trời. Điều đó khiến cho trái đất luôn luôn nóng như thiêu như đốt, và lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng ban ngày, và những người sống ở đây vào thời điểm đó vô cùng khốn khổ. Chúng ta không thể để những con người dưới bề mặt trái đất chịu mãi cảnh thiêu đốt như vậy nữa. Phải nghĩ cách cứu họ. Sẽ chẳng có cách nào đâu. Dù chúng ta có nhiều phép thần thông đi chăng nữa, cũng không thể tiêu diệt hết ngần ấy ông mặt trời. Ai có thể dám lợi gần các ông ấy chứ? Phải rồi, tại sao chúng ta không quyết định trao phần thưởng cho người dân nào có thể giải quyết được vấn đề của 10 ông mặt trời này? Ai có thể làm được chứ? Những vị thần như chúng ta còn phải bó tay thì những người dân yếu ớt kia làm thế nào được? Chúng ta cứ thử đi. Sức mạnh của con người nhiều khi những vị thần như chúng ta cũng khó có thể nhìn thấy hết được. Cũng phải, hãy cứ thông báo trao phần thưởng cho bất kỳ ai có thể giải quyết được vấn đề này. Trên trái đất, những người đàn ông khỏe mạnh đã cố gắng lên núi chống lại các mặt trời và mong nhận được những phần thưởng của các vị thần trao cho. Nhưng họ cứ lên gần đỉnh núi lại lần lượt tử trận vì sự bỏng rát của những mặt trời chiếu xuống. Đã 10 ngày đưa ra quyết định trao phần thưởng cho bất kỳ ai có thể giải quyết vấn đề của 10 mặt trời. Mà xem kìa. Trong một ngôi làng có hầu gì, một người đàn ông khổng lồ cũng nuôi chí tiêu diệt các mặt trời giúp dân. Anh định làm gì đó hầu gì? Anh tìm đâu ra cái cây khổng lồ đến như vậy? Anh đã đi khắp thế gian mới tìm được cây tre to thế này. Anh sẽ loại bỏ từng mặt trời. Có như vậy, loài người chúng ta mới có thể sống sót trên bề mặt trái đất này được. Ồ, làm sao anh có thể làm điều đó được? Anh có biết bao nhiêu chiến binh vĩ đại cũng phải đầu hàng với sức mạnh của mặt trời không? Vả lại, có tới 10 mặt trời đó hầu gì ạ? Chẳng sao cả, anh sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần cố gắng hết sức, anh tin sẽ làm được. Dù mặt trời có mạnh thế nào, thì cũng sẽ có cách. Vậy anh dùng cái cây này để làm gì? Anh sẽ tạo ra một cây cung khổng lồ và mũi tên khổng lồ để bắn những mặt trời. Biết có loại trừ được mặt trời không, rồi lại mất thời gian. Vợ chẳng được nhờ vả gì, mình cũng đến chết vì ngày một già đi mất. Hồ Di đã làm việc miệt mài, quên ăn quên nghỉ để tạo ra cây cung và mũi tên lớn nhất, sắc bén nhất mà bất kỳ ai từng thấy. Cố lên nào, nâng lên, bước chân nhanh lên. Cuối cùng, cây cung lớn cũng được hoàn thành. Cây cung lớn đến nỗi phải mất hàng ngàn người đàn ông bình thường để nâng nó lên và mang nó lên đỉnh núi cao nhất. Và 100 người đàn ông nữa giúp Hầu Di kéo dây cung thật chặt và nhắm cẩn thận để anh bắn mũi tên vào mặt trời gần nhất. Chà, Hầu Di không chỉ là một người đàn ông khổng lồ mà anh ta còn mạnh mẽ đến không ngờ. Anh ấy liệu có bị thua cuộc như bao chiến binh khác không? Hãy tin tưởng ở anh ta. Cái cách anh ta suy tính và tạo ra một cây cung khổng lồ cũng thấy anh ta quyết tâm và đủ thông minh để chiến đấu với mặt trời rồi. Dù có bị bỏng rát, ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Hỡi các ngài mặt trời, hãy hướng trọn mũi tên của ta đi. À, trúng rồi. Hồ Di đã loại trừ được một mặt trời rồi. Hồ Di tài giỏi quá. Và cứ thế sau nhiều ngày dài, miệt mài không ngừng nghỉ, không chịu khuất phục bởi sự bỏng rát của mặt trời, Hồ Di mạnh mẽ lần lượt bắn hạ 8 mặt trời. Đã nhiều tháng trôi qua,
Hồ Di vĩ đại của chúng ta đã lần lượt bắn hạ được 8 mặt trời rồi. Hôm nay là ngày anh ấy bắn mặt trời thứ 9. Nhưng xem kìa, có vẻ anh ấy không còn sức nữa rồi. Hồ Di ơi, cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, đừng bỏ em. Cuối cùng, Hồ Di đã bắn hạ hoàn toàn 9 mặt trời. Chỉ còn lại một mặt trời duy nhất, trái đất mới có ngày và đêm, có sáng và tối. Cây trồng mọc khắp nơi trên mặt đất, tươi xanh, tốt tươi, tràn trề sức sống. Những dòng sông khô cạn giờ cũng ngập tràn nước chảy từ đỉnh núi xuống thành sông, thành suối rồi tràn ra biển. Cuối cùng thì cũng có người làm được điều này. Chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm, thông minh đó đã mang lại sự sống cho con người. Vậy thì chúng ta phải giữ lời hứa, hãy ban thưởng cho chàng trai Hồ Di đó. Đúng rồi, hãy mang lọ thuốc ma thuật, phần thưởng mà chúng ta đã chuẩn bị đặc biệt cho người tài ba đó ra đây. Các vị thần từ trên trời xuống ư? Xin chào Hồ Di. Đúng như đã giao hứa, chúng tôi xuống đây để trao phần thưởng cho anh. Anh hãy đón nhận lấy nó nhé. Chúc anh mãi hạnh phúc và sống vui. Thưa các ngài, đây là gì thế ạ? À? Đây là lọ thuốc ma thuật đặc biệt dành cho anh. Lọ thuốc ma thuật ư? Đúng vậy. Bởi lọ thuốc này là lọ thuốc của cuộc sống lâu dài. Mỗi năm chỉ cần uống một giọt, anh sẽ sống lâu thêm 10 năm tuổi thọ. Hả? Nhưng anh phải nhớ, chỉ nên uống một giọt mỗi năm một lần, không được uống nhiều hơn. Nếu uống nhiều hơn, sẽ có điều tồi tệ xảy ra với anh. Điều tồi tệ gì vậy? Trời ơi, lọ thuốc này thần kỳ đến thế sao? Đúng là thần tiên thật rồi mình ơi. Ấy, mình đừng có vội vã. Các vị thần đã căn dặn tôi mỗi năm chỉ được uống một giọt, không được uống hơn. Thì nào, em đã uống đâu, em chỉ cầm lên ngắm nghía nó thôi. Chà, đúng là lọ thuốc thần có khác, cầm vào tay nó cũng khác hẳn cái lọ bình thường mình ạ. À, mình phải cho em uống cùng đấy nhé. Tất nhiên rồi, anh hứa mỗi năm anh sẽ cho em một giọt cùng với anh. Như thế vợ chồng chúng ta sẽ có cuộc sống lâu dài, hạnh phúc bên nhau. Nếu uống cả lọ này thì chắc trẻ mãi không già và được sống mãi mãi. Thật tuyệt vời. Nhưng chồng mình sẽ không cho uống nhiều. Anh ấy chắc chắn sẽ ngăn cản mình. Phải đợi có cơ hội thôi. Mình uống bát nước ấm đi cho ấm bụng rồi hẳn đi ngủ. Mình này, các vị thần đúng là thật tốt với mình. Họ đã tặng lọ thuốc thần tiên có 102 cho mình. Sao mình không làm gì để báo đáp lại tấm lòng của họ? Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra được điều đó. Đúng là chỉ có mình mới tinh tế đến như thế. Nhưng mà biết báo đáp họ thứ gì được. Họ là thần, chắc chẳng thiếu gì đâu. Vậy thì chúng mình chỉ có thể dốc sức lực và thành tâm với họ. Theo mình thì làm thế nào để thể hiện thành tâm đây? Em đã nghĩ rồi, em sẽ tự tay nướng bánh, một loại bánh thật đặc biệt để mình dâng lên các vị thần và để chúc mừng sự may mắn của chúng ta. Em cũng muốn làm bánh đó cho mình thưởng thức nữa, mình thấy sao? Chà, vợ tôi không chỉ tinh tế mà còn rất chu đáo. Thế thì không có gì tuyệt vời hơn nữa. Vậy mình mau làm đi, tôi sẽ đem bánh dâng lên các vị thần. Nhưng có điều, để làm ra loại bánh đặc biệt này thì cũng cần phải có những nguyên liệu đặc biệt. Mà nguyên liệu đặc biệt thì lại không có ngay đây.
phải đi xa để kiếm chúng. Em đang chưa biết thế nào để có được những nguyên liệu ấy. Điều đó có khó gì đâu. Tôi đây sức già dai rộng, tôi sẽ đi kiếm nguyên liệu về cho mình. Như thế mới là thành tâm của hai vợ chồng đồng lòng làm món quà đặc biệt dâng lên các vị thần. Mình sẽ đi chứ? Tất nhiên, tôi sẽ đi. Thế thì hay quá. Vậy ngày mai mình đi luôn nhé. Để có nguyên liệu em làm, còn kịp dâng lên các vị thần vào dịp trăng tròn này. Được rồi, mai tôi sẽ lên đường ngay. Mình đi nhanh rồi về nhé. Em ở nhà đợi. Uống thêm vài giọt thì có sao đâu. Mình phải uống thêm để trẻ mãi không già. Mình phải trẻ hơn chồng mình thì anh ấy mới yêu thương mình mãi. Chắc chắn các vị thần không muốn chồng mình uống nhiều, vì họ không muốn chồng mình sống mãi giống như họ. Nhiều thế họ sẽ ghen tị, cho nên mới dặn là chỉ được uống mỗi năm một giọt. Lọ thuốc thần tiên của ta. Chà, khá là ngon, mùi vị lại dễ chịu. Uống thêm ngụm nữa vậy. Tuyệt quá, mình cảm giác trong cơ thể mình đang có sự thay đổi dần dần. Hình như đôi chân mình như nhẹ hơn nhiều. Có lẽ mình đang trẻ dần ra thì phải. Thật là tuyệt. Khi chồng mình về thấy mình trẻ đẹp ra, hẳn anh ấy sẽ rất tự hào về mình. Ô, điều kỳ lạ gì thế nhỉ? Không lẽ đây là cách giúp mình trẻ lại? Thật hồi hộp quá. Mình thấy mình thật nhẹ nhàng và trẻ trung. Trẻ lại đi nào, trẻ lại. Và rồi mình sẽ trở về mặt đất, sẽ xinh đẹp tuyệt trần. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Không, hãy thả tôi xuống. Ôi, Hậu Di, Hậu Di cứu em. Hậu Di ơi, mau về cứu em. Sao tôi lại bay mãi thế này? Xin hãy thả tôi xuống. Thả tôi xuống. Và thế là cứ thế, vợ Hậu Di bay lên cao dần, lên đến những đám mây trên bầu trời. Rồi cô nổi lên, nhìn xuống ngôi làng của mình dần nhỏ lại. Tôi hối hận rồi, tôi đã không nghe lời chồng. Xin hãy tha cho tôi. Tôi muốn trở về bên chồng tôi, bên Hậu Di hiền lành, thật thà. Hậu Di, có nghe em gọi không? Mặc cho cô hét lên, khóc lên, khẩn khoản cầu cứu, nhưng vẫn cứ mỗi lúc bay cao lên bầu trời. Cuối cùng, cô bị rơi xuống mặt trăng. Tôi đang ở đâu thế này? Xin hãy tha cho tôi trở về với Hồ Di. Xin hãy cho tôi trở về với mặt đất, với ngôi làng thân yêu của tôi. Tôi biết lỗi rồi. Hỡi cô gái, vì cô quá tham lam, bỏ qua lời căn dặn của chồng nên uống quá nhiều thuốc ma thuật. Giờ thì đã muộn rồi, không ai có thể cứu cô được nữa đâu. Cô sẽ mãi mãi ở lại mặt trăng này thôi. Đây sẽ là nhà của cô cho đến mãi về sau. Vậy là tôi sẽ không bao giờ được trở về bên Hậu Di nữa. Hậu Di ơi, em xin lỗi mình. Vì Hồ Di là người tốt bụng, thật thà, và vì cô là vợ của Hồ Di, nên nếu thương nhớ chồng mình, thì chúng tôi sẽ ban cho cô một đặc ân. Cô có muốn dùng đặc ân đó không? Con biết lỗi rồi, con xin chấp nhận hết, miễn là cho con một đặc ân được gần với chồng con. Con rất muốn điều đó.
Vậy thì cô nghe đây. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 8, chúng ta sẽ gửi cho cô nguyên liệu để làm một số loại bánh đặc biệt dâng lên cho chúng ta và gửi xuống trần gian cho chồng cô. Ngày đó sẽ được gọi là ngày đoàn viên của gia đình cô. Cô đồng ý không? Con đồng ý. Con nguyện sẽ làm những món bánh ngon cho ngày đặc biệt đó. Từ đó, vợ chàng Hô Di mãi mãi ở lại cung trăng cho đến tận ngày nay. Mỗi năm, cứ vào dịp giữa năm, cô đều được các vị thần gửi nguyên liệu cho để làm một số loại bánh đặc biệt dâng lên cho họ. Và vào dịp ngày rằm tháng 8 đó, vợ chồng Hô Di lại được đoàn viên. Chàng được vợ mang bánh xuống trần gian để thưởng thức. Từ đó, câu chuyện lan truyền, dân làng có tập tục làm bánh vào mỗi dịp trung thu hàng năm, cũng là dịp để cả gia đình đoàn viên quây quần bên nhau. Thứ bánh đặc biệt làm vào dịp trung thu, người ta gọi là bánh trung thu. Ngày xưa, giữa vùng núi rừng hùng vĩ, trên ngọn núi nọ có một ngôi chùa cổ kính, trụ trì là một vị hòa thượng tuổi đã ngoài 60. Mình nay tuổi đã cao, ngôi chùa này bao năm tự mình chăm sóc, có lẽ nay đã tới lúc chọn một tiểu hòa thượng kế nghiệp rồi. Đệ tử của mình cốt nhất phải vượt qua những thử thách mình đặt ra, để chứng tỏ họ có hai đức tính siêng năng, thật thà. Chỉ như vậy, mọi đạo lý khác trên đời đều có thể từ từ học hỏi. Mình sẽ loan tin và dán thông báo, mong là sớm tìm được một thanh niên như vậy. Hôm nay nắng cháy da cháy thịt, mai mà tìm đến nơi. Sao lại ở cái chỗ cao thế này cơ chứ, trèo mãi mệt quá đi. Con từ phương xa đến, xin báo chào lão hòa thượng. Xin hòa thượng cho con được xuất gia, trở thành đệ tử của người. Cuối cùng đã có một người chịu lặn lội đường rừng núi xa tìm đến đây. Thu nhận đệ tử hay không, để xem cậu ta có vượt qua được thử thách của mình không. Anh đứng lên đi, hôm nay nắng mới, vừa tốt cho sức khỏe, lại gột rửa được bụi phàm. Trước khi xuất gia, anh hãy đứng dưới nắng này 2 tiếng đã nha. Anh đồng ý chứ? Dạ, lão hòa thượng đã nói vậy, con xin đứng ạ. Ngay giữa mùa hè, nắng như đốt cháy da thịt, mà ông ta bảo là nắng mới tốt cho sức khỏe, gột rửa bụi phàm. Thật là vớ vẩn hết sức. Tưởng đến nơi được vào nghỉ mát mà đã hành mình phơi nắng, đến lúc xuất gia nhận sư phụ rồi, không biết ông ta còn hành mình đến thế nào nữa. Tốt nhất là chuồn cho được việc. Mấy ngày sau? Dạ, xin lão hòa thượng nhận con làm đồ đệ. Nhìn cậu ta cũng có vẻ điềm đạm, sáng láng, chắc là sẽ kiên nhẫn hơn anh chàng lười biếng lần trước. Cậu mau đứng dậy đi, nay tôi còn rất nhiều than củi để ở hiên kia, cần rửa sạch. Việc rửa than tưởng bình thường, nhưng cùng với sự gột rửa cái đèn bẩn, tâm hồn cậu cũng được thư thái hơn. Trước khi vào chùa, cậu dành ra 2 tiếng giúp tôi rửa than được chứ? Dạ, con sẽ đi rửa than ngay đây. Chẳng lẽ ngày nào ở đây cũng phải rửa đống than củi đen nhẽm này sao? Trời ơi, thế là hỏng tôi bộ quần áo mới này rồi, bẩn hết cả rồi. Nhận đệ tử gì chứ, xem ra ông ta đang bày trò để mỗi người đến đây làm việc nặng không công thì có. Lão hòa thượng chắc quen việc rửa than hơn tôi không làm quen, xin cáo từ nha.
Xem ra tìm được người siêng năng cũng chẳng dễ dàng gì. Một thời gian sau, bẵng đi cả tháng rồi, xem ra mới lại có người đến chùa xin xuất gia. Không biết lần này sẽ ra sao, không ngờ tìm đệ tử nối nghiệp lại gian nan thế. Dạ, con xin kính chào lão hòa thượng. Con từ quê nhà xa xôi, lặn lội nhiều tháng trời đến đây. Con muốn được theo người một lòng xuất gia, không vương vấn cuộc sống nữa ạ. Cậu thanh niên này xem ra rất quyết tâm, ăn nói lễ độ, khiêm nhường. Nhưng trước hết, cần phải xem cậu ấy ứng xử ra sao trước những thử thách mình đặt ra. Ta vẫn chưa biết có thể thu nhận cậu làm đệ tử hay không, không cần phải đa lễ như vậy. Kể từ khi quyết tâm vượt đường xa ngàn dặm đến ngôi chùa này, lòng con đã tôn kính người là sư phụ của mình. Thử thách nào con cũng xin cố hết sức mình để chinh phục ạ. Trước hết, để gột rửa hết bụi trần gian, cậu hãy đứng ít nhất 2 giờ dưới nắng đi. Con đã đứng đó gần 3 giờ rồi đấy, mau trở vào uống cốc nước mát đi. Dạ thưa sư phụ, con đang sức thanh niên, chuyện này không thấm vào đâu đâu. Tốt lắm, nhưng vẫn chưa đủ. Con vẫn chưa thể gọi ta là sư phụ đâu. Để có ngày tháng gắn bó với chùa, thì ngoài sức khỏe, con cần đến sự kiên nhẫn, không nề hà việc khó gì. Thanh niên như con, không ngại công việc rửa than chứ. Mỗi ngày, con đều phải làm việc này cũng ít nhất 2 tiếng. Dạ, con hiểu rồi, thưa lão hòa thượng. Đệ tử, còn không bao đi tắm rửa, theo ta vào xuống tóc đi. Đa tạ sư phụ. Một tháng sau, xin chào thí chủ. Có phải thí chủ đang tìm chiếc túi đánh chơi này không? Trời ơi, may mắn quá, đúng là chiếc túi của tôi rồi. Dạ, nhặt được của rơi, trả lại người mất là chuyện phải làm ạ. Cảm ơn cậu nha. Trong này toàn là số bạc tôi kiếm được để mua thuốc cho con đang bị bệnh. Cậu quá là có tấm lòng lương thiện. Lần sau, mời thí chủ lại ghé đến chùa dân hương, vãn cảnh nha. Dạ, con xin phép được trở vào trong dọn dẹp nốt ạ. Tôi nhất định sẽ thường xuyên lui tới. Thưa sư phụ, ngài có được người đệ tử vừa khiêm tốn lại chăm chỉ, thật thà như vậy, thật là hiếm có. Thí chủ quá khen, đây âu cũng là duyên tu hành kiếp trước của tôi. Sư phụ phải xuống núi khuất thực mấy hôm, nay đúng ngày chùa đón khách dân hương, còn cố gắng lo liệu chu toàn nha. Dạ, xin sư phụ yên tâm đi công chuyện. Việc ở chùa con xin lo liệu chu thích, không để xảy ra sai sót gì ạ. Tốt lắm, ta rất tin tưởng ở con. Ba ngày sau, hả? Chuyện gì xảy ra thế này? Đệ tử đâu rồi? Lẽ nào đã bị cướp khuân đi hết? Ôi trời ơi, công sức cả đời của tôi. Đệ tử đâu rồi? Lẽ nào cậu ấy đã bị cướp sát hại rồi? Trung thực đứng dưới nắng, hiền lành đi rửa than. Sư phụ ra khỏi cửa, cướp hiện hình hốt vàng. Đứng dưới nắng đi rửa than, cướp hiện hình. Trời ơi, là cậu ta. Cậu ta chính là tên cướp ngông cuồng. Cho dù trải qua cả thời gian dài quan sát cũng không tỏ được lòng người. Mình đã quá cả tin mới dẫn đến kết cục hôm nay. Ngày xưa, có một cô gái tên là Ngọc Lan, sinh ra trong một gia đình có truyền thống lấy chồng đi lính. Ba và mẹ cô đều phải sống trong cảnh hiu quạnh vì chồng họ đi lính không trở về,
nên họ nhất quyết ngăn cấm, không cho cô quen với bất kỳ người lính nào. Thế nhưng Ngọc Lan lại phải lòng chàng trai nhà bên tên Kim Lý. Ngọc Lan này, nếu mai này chúng mình phải xa nhau, nàng có nhớ ta không? Tất nhiên là có rồi, sao chàng lại hỏi thiếp thế? Chàng định rời xa thiếp hay sao? Ta đúng là sắp phải xa nàng rồi. Dù không muốn, nhưng ta phải đi. Chàng định đi đâu? Chàng mau nói cho thiếp biết đi. Tại sao chàng lại phải đi chứ? Thiếp không muốn xa chàng đâu. Ta sắp phải lên đường nhập ngũ rồi, chẳng biết bao giờ mới trở về. Nhập ngũ sao? Trời ơi, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Thiếp biết làm gì ngoài chấp nhận chứ. Dù chàng không muốn, thì đây là nghĩa vụ với đất nước, không thể không đi mà. Ta biết điều đó, nên vô cùng đau khổ. Phải xa nàng, thì ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ mong cô có ngày trở lại. Nhưng liệu nàng có chờ ta không? Có chứ, thiếp sẽ chờ. Dù chàng có đi bao lâu chăng nữa, nhất định thiếp sẽ chờ chàng về mà. Chàng phải tin tưởng thiếp chứ. Sao lại tỏ ra nghi ngờ thiếp như thế? Nhưng gia đình nàng vốn ngăn cấm nàng đến với ta. Ta chỉ sợ ta đi rồi, họ sẽ ép nàng lấy người khác. Lúc đó thì ta sẽ đau lòng chết mất. Chàng đừng lo, thiếp sẽ không lấy ai ngoài chàng đâu. Chàng biết là thiếp yêu chàng thế nào mà. Dù bà với mẹ thiếp ngăn cấm, thiếp vẫn đến với chàng mà. Nàng nói thế thì ta yên tâm rồi. Ta xin lỗi vì đã không tin tưởng nàng, cũng chỉ vì ta quá yêu nàng mà thôi. Dù bao lâu thiếp cũng sẽ chờ. Chàng hãy yên tâm lên đường, sẽ có ngày chúng ta được đoàn tụ mà. Thiếp tin là thế. Con đi đâu giờ này mới về? Lại đi với thằng Kim Lý đúng không? Mẹ đã cấm con qua lại với nó cơ mà. Tại sao con cứ ngoan cố thế nhỉ? Mẹ, sao mẹ cứ vô lý như vậy? Kim Lý là người tốt, chúng con yêu nhau và đến với nhau thì có gì là sai chứ? Sao mẹ lại ngăn cản chúng con vậy? Mẹ không nói nó xấu, nhưng nó không phù hợp với con đâu. Mẹ nghe nói nó sắp đi lính rồi đấy. Con với nó chưa thành thân, hãy chấm dứt đi, tìm người khác mà lấy. Anh Kim Lý nói đúng. Chưa gì mẹ đã muốn con phụ chàng ấy rồi. Nhưng con yêu chàng ấy, con sẽ không chấm dứt đâu. Mẹ đừng chỉ vì chàng ấy đi lính mà cấm con. Đi lính thì có gì xấu chứ? Đi lính không xấu, nhưng con đến với nó sẽ khổ cả một đời đấy. Thiếu gì người con không chọn mà cứ phải đâm đầu vào nó thế? Con không thấy khổ, con chỉ thấy hạnh phúc khi ở bên chàng thôi. Không được yêu chàng, phải lấy người khác mới là khổ mẹ ạ. Con ơi, không chỉ mình mẹ mà cả bà con nữa kìa. Đó chưa đủ là tấm gương để con soi vào sao? Cả ông và bố con đều là những người đi lính, họ đã một đi không trở lại đó. Lẽ nào con cũng muốn sống cả đời hiu quạnh, không có người kề cận chăm sóc sao? Nhưng con không thể lấy người khác ngoài Kim Lý. Con nguyện sẽ chung thủy với chàng ấy suốt đời. Con yêu chàng ấy, con chỉ lấy chàng ấy thôi. Mẹ đừng ép con nữa. Ừ kìa, Ngọc Lan, Ngọc Lan. Lẽ nào ông trời đã sắp đặt để những người phụ nữ trong gia đình này đều phải sống cô độc như nhau sao? Con bé sẽ phải giống như chúng ta à? Mẹ, con đúng là bất lực với con bé đó rồi. Con đã nói hết nước hết cái mà nó vẫn không nghe. Con không biết phải làm sao nữa mẹ à. Biết sao được, nhân tính không bằng trời tính. Chúng ta đã lường trước, nhưng cũng không thể nào thay đổi được số mệnh con à. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Mong rằng số mệnh sẽ mỉm cười với con gái của con. Con không muốn nó phải khổ đâu. Ta phải đi rồi, ta sẽ rất nhớ nàng. Nàng ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Chàng lên đường may mắn nhé. Thiếp sẽ chờ chàng. Nhất định ta sẽ trở về, ta sẽ lấy nàng. Thiếp tin là thế. Tạm biệt chàng. Một thời gian sau. Này, nghe nói những thanh niên đi lính 2 năm trước đã trở về rồi đấy. Không biết thằng cháu tôi đã về chưa? Thế à, tôi cũng phải về xem con tôi về chưa mới được.
Mừng quá. Đã trở về rồi ư? Như vậy có nghĩa là chàng cũng đã về rồi. Ôi mừng quá, mình được gặp lại chàng rồi. Kim Lý chàng ơi, Kim Lý chàng ơi, chàng đâu rồi? Kim Lý chàng ơi. Ngọc Lan đây à cháu? Cháu chào bác. Bác ơi, Kim Lý chàng đâu ạ? À? Nó đi lính 2 năm nay đã về đâu? Sao tự nhiên cháu lại hỏi thế? Chưa về ư? Cháu nghe mọi người ngoài chợ nói, những thanh niên đi lính cùng đợt với chàng cách đây 2 năm đã về hết rồi mà. Sao chàng lại chưa về? Bác cũng không rõ nữa. Nhà nào cũng về hết rồi, mà mỗi nó thì chưa thấy đâu. Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó không nữa. Dạ, cháu biết rồi ạ. Kìa Ngọc Lan, sao thất thần thế kia? Có chuyện gì à con? Mau nói mẹ nghe xem nào. Kim Lý, chàng ấy vẫn chưa về mẹ hả? Tất cả mọi người đã trở về, vậy mà lại không có chàng ấy. Đã 2 năm rồi, 2 năm rồi mẹ à. Mẹ đã nói con rồi mà, con đâu có nghe. Đã đi lính rồi thì khó trở về lắm. Thôi bỏ đi, dù sao con với nó cũng chưa thành vợ chồng, mẹ sẽ tìm cho con một mối khác. Không, con tin là chàng ấy chưa chết. Có thể chàng có lý do gì đó nên chưa về được thôi. Con sẽ đợi tiếp mẹ à. Nhưng mẹ thấy con buồn như vậy, mẹ đau lòng lắm. Mẹ không muốn con phải buồn cả đời đâu. Con hãy nghĩ lại đi, 2 năm uổng phí thanh xuân thế là đủ rồi. Con chỉ hơi thất vọng vì chưa thấy chàng ấy về thôi, chứ con sẽ không bỏ cuộc đâu. Mới có 2 năm thôi mà mẹ, nhất định con sẽ chờ được. Con tin là thế. Kim Lý, nhất định chàng phải trở về nhé. Dù có bao lâu, thiếp cũng sẽ đợi chàng. Chàng phải về với thiếp đấy. Thiếp sẽ không lấy ai khác ngoài chàng đâu. Mười lăm năm sau. Ngọc Lan, Ngọc Lan phải không? Chàng là... Là ta đây. Kim Lý của nàng đây, nàng không nhận ra ta sao? Kim Lý, đúng là chàng rồi. Cuối cùng chàng cũng đã trở về. Thiếp đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chàng có biết không? Thiếp đã được gặp lại chàng rồi. Thì ra lý do chàng biệt tích 17 năm nay là vì được nhà vua giữ lại làm lính hầu thân cận sao? Phải. Năm đầu tiên ra chiến trường, ta đã vô cùng hăng hái, giết giặc và lập được công lớn. Vì vậy nhà vua mới giữ ta ở bên cạnh người. Vậy là thiếp đã đúng. Mọi người ai ai cũng cho rằng chàng đã bỏ mạng nơi chiến trường. Chỉ có thiếp là tin rằng chàng vẫn còn sống. Tất nhiên là ta phải sống rồi. Sống dũng mãnh oai hùng nữa là đằng khác. Đã 17 năm rồi, ta cũng rất bất ngờ khi biết nàng vẫn còn chờ đợi ta. Ta xin lỗi. Thiếp đã hứa với chàng là sẽ chờ chàng mà. Chàng đừng xin lỗi gì cả. Chàng trở về bên thiếp thế này là thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Đúng, chúng ta giờ đã có thể ở bên nhau rồi. Giờ ta đã khác xưa. Đã là cẩn thận của nhà vua, ta sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng để bỏ công những ngày nàng chờ đợi ta. Thiếp không cần gì cả. Vinh hoa phú quý thiếp không màng. Thiếp chỉ cần chàng thôi. Nhìn thấy chàng thành đạt thế này, thiếp mừng lắm. Thiếp tự hào về chàng. Ôi, Ngọc Lan của ta, nàng xứng đáng được sống trong nhung lụa. Nàng biết không, ta đã trở thành lưỡi kiếm trừng phạt tuyệt hảo, có thể giáng xuống đầu bất kỳ ai theo lệnh nhà vua. Thế nên ai ai cũng phải sợ ta. Nàng làm vợ ta cũng sẽ rất vinh hiển. Nghĩa là sao à? Thiếp chưa hiểu. Lưỡi kiếm trừng phạt tuyệt hảo nghĩa là sao? Làm sao mà nàng có thể hiểu được? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta vừa mới lập được chiến công lớn, nên nhà vua thưởng cho ta được trở về quê để cưới vợ. Sau bao ngày xa cách, giờ ta mới có thể về để cưới nàng rồi. Chàng nói đúng. Mọi thứ với thiếp bây giờ đều không quan trọng. Quan trọng là thiếp đã được ở bên chàng.
Thiếp chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Mẹ và bác chắc cũng mừng lắm. Tốt, tốt lắm. Ta lập tức sẽ đến nhà nàng, gặp bà và mẹ để xin cưới nàng làm vợ. Hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra một cách long trọng nhất. Cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của chúng tôi. Cùng nâng ly nào. Đêm nay tất cả mọi người đều phải say đây nha. Nâng ly chúc mừng hai người nào. Hai người xứng đôi lắm. Cuối cùng con bé cũng chờ được rồi. Mừng cho nó. Không uổng công bao ngày nó chờ đợi mỏi mòn đến phí hoài cả tuổi thanh xuân. Vậy là con bé không phải chịu cảnh đơn độc như chúng ta. Tổ tiên cuối cùng cũng đã nghe thấu lời cầu nguyện của chúng ta rồi. Chàng uống nhiều quá rồi đấy. Nghỉ chút đi, coi chừng say đó. Ê, như thế này đã là gì mà nhiều. Rượu đối với ta từ lâu đã là một thứ không thể thiếu rồi. Ta không dễ dàng say vậy đâu. Nàng yên tâm. Chàng còn nói là không dễ say. Chàng nhìn chàng xem, mặt đã đỏ hết lên cả rồi. Chân tay thì liêu xiêu. Để thiếp dìu chàng vào nghỉ nhé. Say là say thế nào? Nàng có biết mười mấy năm hầu cận nhà vua, ta đã giết không biết bao nhiêu người không? Và mỗi lần những chiếc đầu rơi xuống, ta phải tìm đến rượu để đánh bại cái mùi tanh của máu. Sao cơ? Giết người ư? Chàng nói gì vậy? Chàng đúng là say thật rồi. Đừng uống nữa. Nói năng cũng linh tinh cả rồi. Ta không nói linh tinh. Đúng, giết người. Ta giết người đấy. Giết những kẻ khiến nhà vua không vừa ý. Ta giết nhiều người đến mức ta không thể nhớ nổi. Vậy cách đây mấy hôm thôi, một lão quan dám dâng lên nhà vua một quả táo sầu, khiến người tức giận ra lệnh chém đầu. Thế nhưng lại có một kẻ dám cả gan đứng ra can ngăn. Vì vậy ta đã xuống kiếm đâm cho hắn một đường chí mạng. Mặc dù hắn lòng bạn của ta, nàng thấy ta có giỏi không? Chàng giết cả bạn mình sao? Sao chàng có thể làm như thế chứ? Bạn thì đã sao chứ? Chỉ cần là lệnh của nhà vua thì ai ta cũng giết hết. Vì đại nghĩa diệt thân mà. Chính vì thế mà nhà vua mới ban thưởng cho ta về đây cưới nàng đó. Trời ơi, thật không thể tin nổi. Đây là chồng mình sao? Không thể như thế. Không. Kìa, Ngọc Lan, nàng đi đâu vậy? Đang vui mà. Sao nàng lại bỏ đi thế? Chờ ta với, Ngọc Lan. Sao đang dự tiệc, nàng lại trốn vào đây thế? Mọi người đã về đâu? Nàng phải cùng ta ra chào mọi người chứ. Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà. Thiếp thấy hơi mệt, đầu óc choáng váng. Thiếp muốn nghỉ ngơi một chút. Hôm nay là ngày vui của đôi ta cơ mà. Chẳng phải nàng đã mong đợi ngày này suốt bao nhiêu năm sao? Sao ta thấy nàng không vui thế? Nàng có chuyện gì sao? Thiếp không sao, thiếp chỉ thấy mệt thôi. Chàng có thể ra ngoài được không? Thiếp muốn yên tĩnh một mình. Nàng nói sao? Nàng muốn yên tĩnh một mình ư? Nàng muốn đuổi ta ra ngoài à? Hôm nay là ngày cưới của đôi ta. Nàng làm vậy là có ý gì chứ? Nàng đang trốn tránh ta đây à? Đêm tân hôn mà nàng đối xử với chồng nàng như vậy sao? Nàng làm sao thế? Sao nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Lẽ nào nàng đã thay lòng đổi dạ? Nàng không còn yêu ta nên mới trốn tránh ta như vậy? Thiếp sợ. Thực sự là thiếp rất sợ. Sợ chàng của hiện tại. Thiếp sợ lắm. Chàng có biết không? Nàng sợ ta ư? Tại sao lại sợ? Ta đã làm gì để nàng phải sợ ta chứ? Từ lúc gặp lại chàng cho đến khi diễn ra đám cưới, quá chóng vánh. Thiếp chỉ kịp thoáng nhận ra chàng đã thay đổi. Nhưng cho đến hôm nay thì thiếp biết chàng thay đổi thật. Ta thay đổi ư? Tình yêu của ta dành cho nàng vẫn nguyên vẹn như cách đây 17 năm. Giờ đây, người đang trốn tránh ta là nàng. Vậy mà nàng lại nói ta thay đổi. Thế là thế nào? Dù cho chàng có yêu thiếp thì thiếp vẫn sợ.
Chàng không còn là cậu thanh niên hiền lành ngày xưa nữa, thay vào đó là một kẻ sát nhân lạnh lùng máu lạnh. Đến bạn của chàng, chàng còn đang tâm sát hại. Chàng có còn là con người không? Bàn tay của chàng đã nhúng đầy máu tươi, nụ cười hiền hậu trên đôi môi đã hoàn toàn biến mất. Thôi, thế là hết. Cả một đời chờ đợi, vậy mà giờ đây, giây phút sum họp nàng lại kinh hãi ta ư? Ta là chồng của nàng đó. Nàng sợ ta thì thử hỏi, chúng ta sẽ sống với nhau như thế nào đây? Thiếp xin chàng, hãy để thiếp thấy chàng của ngày xưa đi. Thiếp rất yêu chàng, nhưng thiếp không thể chấp nhận được con người của chàng bao năm chờ đợi. Thiếp không muốn chàng buồn đâu. Ngày xưa ư? Nàng chờ đợi chàng trai với lớp lông măng trên mép ngày xưa ư? Ta của ngày xưa chết rồi. Ta giờ đây là một người đàn ông máu lạnh của triều đình. Nàng phải hiểu cho ta chứ. Thiếp xin chàng, chàng đừng dùng ánh mắt sắc lẹm đó để nói chuyện với thiếp nữa. Thiếp thực sự rất sợ. Chàng không thể quay về được như xưa. Không thể được. Không thể quay lại được nữa. Bao năm cung phụng cống hiến, để giờ đây đổi lại là sự ghê tởm của người yêu ư? Thất bại. Thất bại rồi. Trời ơi, cả một đời chờ đợi của ta, ta nhận lại được gì đây? Ta yêu chàng nhưng lại không thể chấp nhận chàng. Ta phải làm sao đây? Trời ơi. Sau khi bị người yêu chối từ, Kim Lý đau đớn trở về cung. Anh trách nhà vua đã biến anh thành một kẻ ác, khiến anh mất đi tình yêu. Cũng vì xúc phạm vua nên anh bị xử tội chết. Ngọc Lan nghe tin người yêu ra đi vĩnh viễn thì vô cùng đau lòng. Từ đó cô sống nép mình lại và quyết không lấy chồng. Sau khi cô chết, từ nấm mộ của cô bỗng mọc lên một loài hoa lạ có màu tím ngắt. Người ta gọi đó là hoa trinh nữ. Bao giờ thì được sang sông đây bác lái đò ơi? Chúng tôi còn bao nhiêu việc phải làm, cứ đứng mãi thế này từ sáng đến giờ rồi. Làm ơn cho thuyền nhanh xuất phát đi ạ. À, còn tôi ốm nặng, cần phải đến thầy Lan gấp. Phải đó, mau mau cho thuyền đi đi. Ông làm cái quái gì mà lâu vậy chứ hả? Mọi người bình tĩnh nào, chắc bác lái đò đang gặp công chuyện gì đó. Chẳng lẽ chúng tôi lại không bận việc riêng à? Tôi còn phải đi lên tỉnh gấp để gặp thầy học của mình. Xin mọi người thông cảm, tôi đang sửa lại cái gián thuyền bị thủng để qua sông cho an toàn. Tôi đang cố, các vị chờ một lát. Khách thì nhiều mà có độc một cái thuyền, tốn thời gian ở đây quá đi thôi. Đã xong rồi đây, mời các hành khách lên thuyền. Trời đất ơi, thuyền đầy rồi. Còn một số khách không đủ chỗ chuyến này, xin đợi một lát để đi chuyến sau. Còn mọi người trên thuyền xin ổn định, tôi bắt đầu khởi hành. Thôi, ai có công chuyện gấp thì đi đi, tôi chẳng muốn đi nữa. Thật là, sao lại bức xúc như thế cậu tu tài trẻ? Nãy không phải là cậu rất nóng lòng muốn sang sông sao? Tôi khá là bất bình. Nếu ai cũng vì chút công việc riêng của mình mà sẵn sàng đánh đổi mạng sống những sinh linh tội nghiệp này thì thật sự có đáng không đây? Ý cậu muốn nói là gì? Đây, ngài thử nói xem, tội này là của ai? Là những vị khách đi thuyền hay là người chèo thuyền? Vậy tương lai tội nghiệp sát sinh này sẽ giáng xuống người chèo thuyền hay những người khách đi thuyền chứ? Sao vậy? Cậu tú tài kia nói gì vậy? Những con tôm cua ốc bé tí teo kia chết mà cũng phải quy tội do ai ư? Chuyện này xảy ra như cơm bữa, ngày nào thuyền chả cập bến rồi rời đi, sao mà tránh được? Thì ra chuyện chỉ có vậy thôi à?
tôi lại cứ tưởng điều gì hệ trọng lắm. Chỉ có vậy là sao? Ngài cũng là một nhà ẩn sĩ. Nếu tôi đoán không lầm, theo trang phục ngài đang mặc trên người, hoặc chí ít cũng là một trí thức, có hiểu biết. Trông thấy cảnh tượng này không khiến ngài động lòng sao? Chàng trai trẻ, nôm cậu có vẻ cũng là người hay chữ, đọc sách, mà trước giờ cậu luôn nhìn nhận mọi chuyện theo bề nổi và thiển cận như vậy sao? Ngài nói thế là nghĩa gì chứ? Tôi là người học rộng hiểu nhiều, thông tường mọi chuyện, và đặc biệt là có lòng bác ái với vạn vật. Nhìn thấy chuyện bất bình này, là một người có tâm sẽ không thể không phẫn nộ. Tự nhận mình là một người giàu lòng nhân ái, nên cậu cho rằng sự việc kia bắt buộc phải quy về là tội lỗi của một ai đó, đúng không? Đúng vậy. Mọi sự vật sự việc trên cõi đời này đều có nguyên do của nó, chuyện này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hiện tại tôi chưa có câu trả lời, ai sẽ gánh cái nghiệp sát sinh nặng nề thế này? Tôi nghĩ cậu không cần mất công sức và thời gian suy nghĩ đâu, vì tôi đã biết câu trả lời. Vậy sao? Ông thực sự biết chứ? Đó là người chèo thuyền hay những người đi thuyền? Không phải là người chèo thuyền. Vậy chắc chắn là những vị khách đi thuyền rồi. Cũng không phải họ. Những vị khách đó không nên là nguyên do trong chuyện này. Thế thì là cả hai sao? Cả hai đối tượng này đều tác động vật lý lên những sinh vật nhỏ bé kia. Rất tiếc, đó không phải là câu trả lời. Ngài đang giỡn với tôi đúng không? Vậy thì là ai mới được chứ? Lỗi này không nằm ở ai hết. Chỉ có cậu là kẻ nhiều chuyện, thích xen vào việc của người khác mà thôi, cậu tú tài trẻ à. Ngài nói thế là ý như thế nào? Tôi chỉ đang nói lên những bất bình của mình thôi. Hơn nữa, sâu xa hơn là đòi quyền lợi cho những sinh vật nhỏ bé kia. Cậu nghe này, vị ẩn sĩ, ngài nói rõ hơn đi. Sao đó lại là do tôi? Đơn giản thôi, bởi vì cậu xen vào việc của người khác. Người chèo thuyền là vì để chở những người khách sang sông, chứ trong lòng không hề có ý nghĩ sát sinh. Những vị khách đi thuyền kia chẳng qua cũng chỉ là muốn sang sông để làm việc, họ cũng không có ác niệm sát sinh. Cái tâm không cố ý sát sinh của họ giống như một khoảng trời xanh vậy, cho dù mây trắng mây đen bay lượn che lấp, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến sắc trời trong xanh vốn có của nó được. Thì ra là vậy. Tội nghiệp của con người là do tâm tạo ra, cho nên một người nếu chỉ nhìn bề mặt mà phán xét thì phải trái đúng sai một cách hồ đồ, ngông cuồng, thì cũng bằng với việc tự chuốc thêm phiền não cho mình mà thôi. Cũng phải đấy nhỉ, sống nửa thế kỷ rồi mà đến nay tôi mới nghiệm ra cái lý lẽ này. Dạ thưa, tôi đã hiểu rồi ạ. Tôi thật đúng là nông cạn. Những điều ngài nói tôi sẽ luôn ghi nhớ. Cảm ơn ngài rất nhiều đã giúp cho tôi và mọi người hiểu ra. Ngẫm lại, chẳng phải trong cuộc sống cũng có không ít người giống như vị tú tài kia, thường xuyên thích bình luận, phán xét thiện ác, tốt xấu của người khác, trong khi chưa hiểu rõ điều gì. Họ không biết rằng chính việc thị phi ấy đã khiến cả tâm và thân của mình bị mệt mỏi, mất tự do, tự tại rồi. Đây là vận ô, đây là vận ư. Chồng con thật lạ, hôm thì tới muộn, hôm lại nghỉ. Bạn ấy cứ thế này thì thầy e là sẽ rất khó có thể tiếp thu được kiến thức đấy. Dạ, chào thầy gõ kiến ạ. Em xin phép thầy em vào lớp ạ. Nhanh nào, em vào lớp đi chồng con. Với thái độ học tập như thế thì thầy thật sự thấy lo lắng cho em đấy. Em cần thay đổi ngay nha, kẻo hết năm học đến nơi rồi mà em vẫn còn hổng kiến thức rất nhiều đó chồng con. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cả lớp dở vở ra nào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về chữ O và chữ Ơ nha. Hai chữ này phần bên dưới thì giống chữ O, khác nhau là ở bên trên có muỗng hoặc có râu trên đầu. Chán thế. Ôi, những cái chữ này thì có gì thú vị đâu cơ chứ.
mà bọn chúng nó cũng chẳng lưu lại trong đầu óc của mình chút nào, cứ nhảy nhót loạn xạ hết cả lên là sao? Chồng con à, tập trung nào. Sau bài giảng này thầy sẽ kiểm tra em đấy. Hả? Chết thật. Sao lúc nào thầy cũng muốn gây áp lực cho mình cơ chứ? Thật là... La 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 la. Sóc nào à, đi chơi không? Hôm nay nắng đẹp lắm, chắc chắn vào đường chơi sẽ rất vui chứ mà xem. Hôm nay vẫn đi học mà, sao lại rủ mình đi chơi vậy chồng con? Thôi đi nhanh chân lên, không lại đến lớp muộn bây giờ. Ôi trời ơi, cái cậu này, nghỉ học một buổi thì có sao đâu cơ chứ. Cậu chỉ được cái là quan trọng hóa vấn đề quá mà thôi. Ê, không, thấy sợ lắm, bỏ học thì mắng chết. Bà mẹ tớ, mà biết thì mẹ tớ đánh đòn luôn. Cậu đúng là đồ nhát gan. Mình còn trẻ, học thì còn dài dài, chả học hôm nay thì học ngày mai, cũng có chết ai đâu. Thôi, cậu không đi thì mình đi chơi một mình vậy. Bạn bướm xinh đẹp, cho tớ chơi cùng với. Được thôi, được thôi, cứ bay theo tớ nha. Tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi tuyệt vời. Thế là thích quá đi. Bướm ơi, tớ hái được quả này ngon quá, chín mọng luôn. Trời ạ, bạn bướm vừa ở đây mà giờ đã đi đâu mất tiêu rồi. Mà mình đang ở đâu thế này? Không, không, trời ơi, mình đang ở đâu? Sao lại chẳng có ai cạnh mình thế này? Bạn bướm ơi, bạn ở đâu thế? Tự nhiên sao bạn lại biến đi đâu mất tiêu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Mình đang ở đâu mà tối om thế này? Ơi mẹ ơi, cứu con mẹ ơi, con sợ. Về phía bắc, đảo xanh, phía nam, làng xanh. Nhưng cái dấu này là gì nhỉ? Thôi chết rồi, thầy có dạy, nhưng mà mình không còn nhớ nó là gì nữa rồi. Mà chữ này cuối cùng là gì? Ôi trời ơi, nó viết cái gì thế này? Thế này là thế nào? Tấm biển này có ý gì đây? Sắp tối rồi mà vẫn không thể tìm được đường về nhà thì biết làm sao đây? Mẹ ơi, giá mà mình không ham chơi thì mình đã không để bị xảy ra đến kết cục đáng buồn thế này. Chà chà, nhiều lá thuốc quá. Mà trời đã tối rồi, ta phải về nhà thôi. Đúng là bác sư tử hàng xóm nhà mình. Trời ơi, thật là may mắn quá. Bác sư tử, cứu cháu, đưa cháu về nhà với. Ồ, là chồng con đó sao? Sao cháu lại ở tận trong rừng sâu thế này? Cháu đi có một mình sao? Bác sư tử, cháu đi chơi không may bị lạc đường bác ạ. Bác làm ơn chỉ đường cho cháu về nhà với ạ. Lần sau rút kinh nghiệm, không được đi chơi xa thế này, nhớ không nào? Mà nếu như có lỡ đi xa thì cháu cần quan sát mọi thứ xung quanh để tìm thêm thông tin biết đường mà về nhà chứ. Cháu có nhìn thấy tấm biển ngay cạnh cháu đó không? Chỉ làm theo chỉ dẫn là về đến nhà mà. Cháu có nhìn thấy nhưng mà cháu không biết đọc chữ. Hả? Cháu chưa biết chữ? Ta tưởng cháu đã được dạy đến phần rồi mà. Cháu bỏ học nhiều nên cháu đã quên mạch chữ. Cháu quên cách đánh vần rồi ạ. Ôi trời ơi, cháu bỏ học ư? Nguy hiểm quá chồng con ơi. Nếu vậy hôm nay mà không có ta thì cháu sẽ ra sao đây?
Bác sư tử, bác sư tử, cháu ân hận lắm rồi, bác hãy giúp cháu. Bác có thể đọc giúp cháu không? Đó, ba ngày các bạn đang ở nhà chăm chỉ học mà cháu lại đi chơi. Vâng, cháu. Nếu cháu chăm chỉ học chữ thì bác tin là cháu có thể đọc được tấm biển và tìm cách về nhà được rồi. Tấm biển ghi rất rõ nha. Về phía bắc, đảo xanh là làng của chúng ta đó. Còn phía nam, làng xanh. Nào, giờ thì cháu đã thấy rõ sự tai hại của việc lười học chưa nào? Vâng, thưa bác sư tử, cháu biết lỗi rồi ạ. Lần sau nhất định là cháu sẽ chăm chỉ học bài để không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay nữa ạ. Thôi được rồi, giờ thì chúng ta đi về thôi. Bác sẽ đưa cháu về tận nhà. Nhanh chân lên cháu, không trời sắp tối đến nơi rồi. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ.